cánh đồng lúa vàng cò bay thẳng cánh, yêu người dân tại quê mình chất phát hiền lương. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng vui xây đắm xóm thôn đẹp giàu. Hay lúa quen rồi cây ngày vượt qua sóng gió, từ ít ba đời sẵn lòng chung sức cùng nhau. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng chia gian khó với bà con quê mình. Cây cầu ước mơ năm tháng lúa thui mong muốn nông dân đón đời, quyết chung sức cùng bà con dựng cây cầu mới, nông dân rất mừng. Mai này gió mưa nước lớn, trẻ con nâu nức đua nhau tới trường. Cây cài suốt mùa hạnh sai, dân xây nhà máy khang trang nhất dùng. Lúa đời ớt thiệt mừng vui, ngồi ca dòng cổ sướng vui và cuộc đời. Ủa má, má làm sao vậy má? Sao? Ủa, má khóc hả? Khóc gì? Thôi má ráng đợi đi, tía mới đi có mấy ngày rồi. Đợi chút xíu, coi tía có gọi về không? Má khóc gì? Khóc hồi nào? Lột ba cái hành này nè, cay chảy nước mắt mấy cha. Làm hết hồn. Làm nãy giờ, tưởng đâu má nhớ tía khóc quá trời. Nhớ gì? Muốn đi đi, muốn về về, mắc mớ gì nhớ. Thôi thôi thôi, nói vậy thôi chứ cũng nhớ lắm chứ không phải giả không? Bộ, giả có bộ mà. Cậu Bình, phó chủ tịch xã ở Xẻo Lá, có điện cho tôi. Vậy à? Hôm nay có chuyên gia nông nghiệp ở Xẻo Lá đến để tiếp nhận quy trình sản xuất chế phẩm sinh học diệt rầy nâu. Mời anh đi theo tôi. Dạ. Ủa sao nó biết hay vậy ta? Đây, mời anh cứ xem đi. Đây là quy trình sản xuất chế phẩm sinh học diệt rầy nâu. Tôi muốn đưa quy trình này về tận mỗi nhà dân, để ai cũng có thể sản xuất được, với chi phí rất là thấp. Hay quá. Đúng như thứ tôi cần đó chị. Ở chỗ tôi, ba cái rầy nâu nó phá dữ quá. Đám ruộng nào cũng bị cháy hết, mà phun thuốc hoài, không ăn nhầm gì hết. Bà con á, phun thuốc hóa học nhiều, vừa hại môi trường, làm cho rầy nâu sinh kháng thể, thuốc á, không còn tác dụng nữa. Chị nói đúng thiệt đó. Cho nên tôi nghe cái sinh học gì của chị đó, tôi mừng quá. Chị có thể truyền lại cho tôi cái cách sản xuất không? Để tôi về, tôi chỉ lại bà con Xẻo Lá tôi được không? Tất nhiên là được rồi. Công trình này á, tôi nghiên cứu là để phục vụ cho bà con nông dân mà. Thì anh cứ tham quan, quan sát đi, rồi ghi lại quy trình sản xuất, rồi anh truyền lại cho bà con. Dạ, cảm ơn chị. Chị tốt bụng quá. Thì tôi cũng như anh thôi mà. Anh cũng vì bà con nông dân mà lặn lội từ bên đó qua bên đây, thì anh cũng đã tốt bụng lắm rồi. Dạ, cảm ơn chị. Thôi, mời anh ghi chép cho thật kỹ lưỡng đi. Dạ. Nuôi nấm xanh tại nhà thì không cần tủ cấy nấm như vậy, mà chỉ cần chọn nơi thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ bằng cồn là được. Nguyên liệu gồm có ống nước bằng nhựa, đường kính khoảng 3-4 cm, cưa từng đoạn ngắn, với chiều dài thì 2.5-3 cm. Đây là túi ni lông chịu nhiệt, kích thước 22-32 cm, bông không thấm để làm nút bông, dây thun, giấy báo. Nguyên liệu làm môi trường là tấm gạo loại nhỏ và rẻ tiền. Ba cái vật liệu này dễ tìm quá, nó đơn giản mà hiệu quả quá chị ha. Sản phẩm cho bà con nông dân thì mình phải tìm cái gì đơn giản mà dễ làm.
Chứ khó quá thì làm sao bà con biết làm hả anh hai? Dạ. Đây, anh coi nè. Alo, bà hả? Tôi nè. Trời ơi, ông làm cái giống gì mà giờ này ông mới gọi điện thoại cho tôi? Tôi sốt ruột muốn chết hà. Điện thoại tôi hết pin, không có hay. Sao? Ông đi tới đâu rồi? Rồi được việc không? Có chứ bà. Tôi đã học được cái cách trồng nấm rồi đó. Mèn ơi, đi xa xôi chưa học được cái cách trồng nấm hả? Không phải. Nấm này là nấm chế phẩm sinh học, diệt trừ rầy nâu. Chiếc này á, xẻo lá mình á, thoát khỏi được cái cảnh rầy nâu rồi. Tôi mừng quá bà ơi. Vậy à, ông thiệt là may. Nè, rồi ông có trả công cán gì cho người ta chưa? Không có, không có công cán gì hết á. Bà tiến sĩ này á, là nhà khoa học vì nông dân. Bà phát minh ra là phục vụ nông dân, vì nông dân. Cho nên không có công cán gì hết á. Chàng ơi, sao người đâu mà nhân đức dữ vậy? Thôi ông cảm ơn người ta rồi còn về nghe. Tết đến nơi rồi đó. Ừ, tôi đang trên đường về nè. Vậy nha. Thế bao nha. Bà thấy không? Mai đẹp không? Nụ nó nở đã ghê không? Nè, cái cây mai này là nụ nó nở sớm, chứ còn sau vườn mai mình gần Tết nha, nó ra nụ y như vậy đã lắm. Cây này làm như cây mẫu vậy đó. Ông, tôi thấy ông ngắm mai mà vui vẻ yêu đời á, thấy vậy mà hay đâu mà. Đó, bây giờ mình già rồi, rảnh rỗi á thì mình du thú điền viên chăm sóc cây kỉa mà đầu óc thảnh thơi ông ha. Chả bùi chú tư ếch, tối ngày ông chỉ nghĩ cách lên Sài Gòn làm giàu á. Nhìn mặt ổng lúc nào cũng đăm đăm suy nghĩ hết á. Mệt mỏi quá. Lâu lâu bà xã khen câu sướng cái lỗ tai ghê. À, bây giờ đó, khi mà mai mà nó ra nụ vậy đó nghe, không được tưới nước nghe. Bà mà tưới nước vô một cái á, là Tết năm nay không ăn Tết mà ăn cành mai á. Nghe không? Làm gì thẫn thờ vậy? Không, tôi đang nghĩ là sách có câu đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn ông ha. Ý trời ơi, mai đẹp quá, mai đẹp quá. Trời ơi, nhẹ tay thôi. Mai là tôi chỉ ngắm nhìn thôi, đụng vô nó rụng hết nụ là chết. Ai vậy ông? Chào anh ba chị ba. Dạ. Chào chú Sáu. Cây mai đẹp quá ha. Nụ đẹp quá trời. Dạ thôi, hai anh ngắm mai nha. Tôi xin phép vào trong bếp một chút. Dạ. Tôi vô nha. Anh ba suy nghĩ kỹ lại chưa? Anh bán trọn vườn mai cho tôi là anh được ăn ngon ngủ yên. Bây giờ anh đổi ý nhưng còn kịp mà. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Quân tử, nhất ngôn là quân tử dạy. Quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn. Mà nếu là quân tử khôn, dù có đem chôn cũng không bán. Mời anh về. Ha 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 ha
triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Thôi đi ông ơi. Gì vậy? Chừng nào có tiền trong tay hẳn đếm. Bây giờ đếm kia cho mòn chỉ tay. Tới lúc này chắc ăn rồi. Coi như cầm chắc tiền trong tay rồi. Dường mai của tôi, dường mai của tôi năm nay thắng đậm. Trời ơi, tha hồ ăn Tết mình ơi. Thôi, ngủ đi triệu. Chừng nào mà bán ai mà cầm tiền trong tay á, tôi mới tin. Nói không á, không tin đâu ha. Làm mất hứng. Tắt đèn đi ngủ. Ơi. Ông ngồi dậy đi. Tôi nghe có tiếng động ngoài giường kìa. Trời ơi, mấy con mèo nó quậy thì có tiếng động chứ gì. Ngủ đi. Cái này chưng Tết được rồi. Ơi, ráng nghe con. Ráng nghe, ráng năm nay ngon lành nghe. Dữ vậy ông, mới có 25 à. Trời ơi, chết tôi rồi. Gì vậy? Ủa, trời ơi, đẹp quá, qua nữa hết rồi hả ông? Tiêu rồi, tiền bạc của tôi rồi. Thế kỳ vậy, xin nợ lúc này vậy hả con? Nhìn mấy ngày nữa mới nợ chứ. Trời, tôi nuôi đúng kỹ thuật lắm mà. Bao giờ mà bị tình trạng này. Sao năm nay mấy con nở tè le vậy mấy con? Ông ơi, để tôi nói rõ cho ông biết nha ông. Nguyên nhân tại sao mà mai nở ra sớm nha. Làm sao mà biết được? Là tại tôi đó ông. Là cái này là tại... Tại ba. Hôm qua lũ nấu nồi nước muối dưa còn dư nước, cho nên lũ tiện tay tưới nước nóng cho mấy cây mai. Bà giết tôi rồi, bà hại tôi rồi. Tôi dặn bà bao nhiêu lần rồi. Trời ơi, sao còn tưới nước cho mai mà lại nước nóng nữa trời ơi. Nó nở từ lơ tè lè hết là đúng rồi, trời ơi. Xin lỗi ông, tại tôi thấy trời lạnh, cho nên tính tưới nước nóng cho mai nó ấm. Tôi quên mất lời ông dặn. Lúc đó tôi cũng lu bu công việc quá cho nên tôi không có nhớ. Trời ơi. Bây giờ tôi phải chết đi. Ê bậy. Tôi lên cung trăng bà mới hài lòng phải không? Thôi. Sao bà đặng trí quá vậy? Còn gì mấy cái mai của tôi. Trời ơi. Bà còn tưới cây nào nữa không? Tôi không nhớ ông ơi. Hả? Tôi cầm nồi nước tôi tạt đại à ông. Hả? Bà phụ con tay bà siết đi. Siết cho tôi chết đi chứ rồi. Trí nhớ của bà hết thuốc chữa rồi. Bà ơi. Tưới cây nào mà cũng không nhớ là sao? Mai ơi. Ngày mai tới lượt em nào sinh nở đây? Bà. Hả? Bà tưới nước gì cho cây vậy? Thì tôi tưới nước trắng thôi chứ nước gì. Không phải.
có mùi lạ lạ bà ơi. Mùi gì? Có nghe mùi gì đâu. Bà ơi. Hả? Mai như mình bị phun thuốc rồi bà ơi. Thuốc này là nó làm cho mai nở ráo trọi đó. Ủa? Phun thuốc hả? Mà ai phun mới được chứ? Như vậy là tối hôm qua. Ông ngồi dậy đi. Tôi nghe có tiếng động ngoài giường kìa. Trời ơi, mấy con mèo nó quậy thì có tiếng động chứ gì. Ngủ đi. Hồi đêm. Ai mà chơi ác vậy? Tôi làm gì đâu mà chơi xấu tôi vậy? Tôi nhớ ra rồi ông ơi. Bà biết thằng nào chơi xấu tôi hả? Không phải. Tôi nhớ ra hôm qua tôi lấy nước nóng là tôi tưới, là tôi tưới cây bên kia. Chứ còn vàng bên này tôi không có tưới. Như vậy tôi không phải là thủ phạm làm cho mai nở, đúng không ông? Vua à, không phải thủ phạm vua à. Thì thôi, cái chuyện bà không có lỗi đã đành, nhưng mà tiêu cái vườn mai tôi rồi đây nè. Tôi mà biết đứa nào chơi xấu tôi sẽ bẻ lọi tay nó. Tôi sẽ bẻ... Ê, mai. Tôi bẻ cổ nó. Thôi mà ông, cũng mai á, là chỉ mới có mấy cây thôi à. Chừng nào mà nó nở hết cả vườn á, lúc đó mình mới tính. Ông, cái miệng bà ăn mắm ăn muối nói bậy không à. Cái thằng nào, đứa nào mà chơi cái trò này nó chưa chịu yên đâu. Để đó, giỡn mặt hả? Dám chọc giận khủng binh Gia Cát Lượng này. Nè. Ê. Cái gì? Để yên cho tôi suy nghĩ, tìm cách trừng trị tụi này một trận coi. Trừng trị ai? Nó đi mất tiêu rồi lấy gì trừng trị? Sẽ bắt được. Nè, hôm qua anh Hai Lúa anh mới về. Anh hẹn mọi người qua nhà ảnh để anh chỉ cách trồng nấm việc rầy nâu gì đó. Đi qua đi không thôi trễ đó. Đi. Giống như nói chuyện gỗ đá vậy đó. Tụi bay sẽ biết tay tao. Công nhận anh Hai hay thiệt nha. Tôi nghe anh nói cứ giống như là chuyên gia vậy. Có gì đâu chú. Tôi cũng được người ta chỉ tôi. Tôi về tôi chỉ lại cho bà con mình thôi. Chứ đâu phải ý tưởng của tôi đâu. Ít bữa nữa thành công rồi, tôi sẽ tổ chức hướng dẫn đại trà cho bà con mình. Anh Hai, cái chế phẩm sinh học này á, tôi thấy hay á. Không ấy anh đừng có tổ chức dạy cho bà con nữa. Bây giờ mình hùng nhau nuôi nấm, rồi bán lại cho bà con kiếm lời. Tôi thấy được á anh Hai. Cái loại này vừa an toàn ha, mà vừa hiệu quả, không phải phun thuốc. Mình bán giá cao, chắc bà con cũng chịu mua á. Chú nói bậy bạ vậy. Tôi lặn lội đi tìm công thức chế biến này là để truyền lại cho bà con mình tự sản xuất cho nó đỡ chi phí. Bây giờ chú đòi giấu bí quyết bán lại cho bà con mình để cắt cổ hả? Chú nghĩ sao mà chú nói vậy chú Tư? Thì anh không chịu thôi, làm gì dữ quá anh Hai. Hay là giờ mình sản xuất rồi mình bán cho nông dân xứ khác. Để tôi lên Sài Gòn tôi làm đại lý cho anh. Anh Hai có bộ được anh Hai. Nông dân xứ nào cũng vậy. Ai cần thì mình truyền lại công thức, cách làm, không giấu giếm gì ai hết. Chú đừng có mơ mộng kiếm lời trên mồ hôi nước mắt của bà con mình nữa. Anh lúc nào cũng vậy hết trơn, cứng nhắc quá. Tôi thấy làm vậy bà con cũng có lợi chứ bộ anh Hai. Giờ này qua làm gì nữa cha? Sao không ở nhà ngủ luôn đi? Tao mời 8 giờ sáng, giờ này mới tới. Xong hết rồi. Trời ơi, sáng nay cũng tính dậy sớm qua nhà anh để học cái kỹ thuật sản xuất chế phẩm sinh học nấm xanh nấm trắng gì của anh. Ai dè sáng sớm bực mình, tôi không có còn lòng dạ nào hết trơn á. Chuyện gì á? Qua không biết, thằng nào ác nhân ác đức
nó đem cái thuốc gì đâu không biết. Chắc là thuốc để tăng trưởng hay là để thăng hoa hay là gì. Xịt vô mấy cây mai, nở hết trơn. Sáng tôi bước ra ngoài sân, tưởng như mùng 1 Tết vậy đó. Cười gì ông? Ông thấy tôi bị vậy, ông vui lắm hả? Chắc là anh hai, anh đem ba cái thuốc một nấm gì đó về cho bà con trồng nè. Rồi thấy dư thuốc quá rồi bà con biết làm gì. Rồi lấy ba cái thuốc đó phun vô cây mai nhà anh, cho nó nở ra hết. Bậy. Giống như mùng 1 Tết vậy đó. Chú không nói, ai ta cũng biết chú vô duyên chú Tư à. Không phải thôi, anh hai làm gì dữ anh hai? Ủa? Mà anh ba biết thằng nào xịt thuốc không? Mấy anh em mình cho tụi nó một trận đi, cho nó chừa. Đúng, chỉ có thể là nó. Bà ơi! Ơi! Mình về ngoại đó. Bà coi đi về để trời tối nè. Rồi rồi, xong rồi. Mình đi mai mới về. Nhớ gài chốt cửa cẩn thận nha. Xong tôi hết rồi, cẩn thận rồi. Đi. Tiếc quá, mình về mà không có thằng Minh nó đi theo hả bà? Trời ơi, thì thôi, đợi mùng 1 Tết đi rồi nó về thăm ông bà luôn. Thôi mình đi, trời tối rồi. Đi. Giải nó về công an. Giải về công an. Đi mày. Ai à, 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 nhẹ tay. Tôi trồng cây kiểng, bà cũng khó chịu. Tôi chơi với chim, bà cũng khó chịu. Vậy phải là ghen là gì? Ông nghĩ sao vậy? Nè, tư lũ nha. Nghĩ sao mà nó tư lũ đi ghen với cây với chim mà sao? Yêu những cánh đồng lúa vàng, cò bay thẳng cánh. Yêu người dân tại quê mình. Ủa, anh hai bơi qua anh hai hiền lương về đây. Tình làng nghĩa xóm thiết tha, còn vui xây đắm xóm không đẹp giàu. Hay lúc em rồi cây ngày vượt qua sóng gió. Tư ít ba đời sẵn lòng chung sức cùng nhau về đây. Tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng chia gian khó với bà con quê mình. Bây giờ em không có làm gốm nữa. Cây cầu ước mơ năm tháng, lúa tuổi mong muốn nông dân đón đời. Quyết chung sức cùng bà con, dựng cây cầu mới nông dân rất mừng. Mai này gió mưa nắng lớn, trẻ con nô nức đua nhau tới trường. Dân xây nhà máy khang trang nhất dùng. Lúa đời ít thiệt mừng vui xây. Tôi ca dầu cổ chung nhà tôi đời. Mê tiếng này. Vậy đó, ta có thương tiếng này. Rồi các con mới thần tượng tiếng con. Thấy chưa?